Có đâu, không có hoặc là không còn một tí gì. Nó có thêm một trường hợp nữa, nếu mà cái kem đấy là cái kem chống nắng hóa học ấy, thì chị bôi từ khoảng 12 giờ đến bây giờ là tầm khoảng 4 giờ đúng không? Thì nó hết tác dụng rồi. Hết tác dụng thì nó không còn bắt được cái đèn út đúng không em soi nữa. Đó. Thì về kiểm tra lại và hôm sau thì có thể là mang đi em nếu mà được thì em kiểm tra cho. Cái thứ hai là chị ấy phải bỏ cái khăn này ra này. Nó sáng nó sẽ phản chiếu lại và đèn út nó không soi thấy. Em phải cởi áo blue ra, em mặc đồ xanh em soi này. Trên trán này thì có một chút xíu sắc tố nồng kiểu tần nhang thôi, ít lắm. Trán nói chung là đẹp, nhắm mắt lại trán đẹp, mong là tất cả những chỗ khác nó đẹp như trán thì ok, nhưng mà thôi vỡ mộng rồi, xuống đây là không còn đẹp nữa rồi. Ghê quá nhỉ. Mũi của chị thì nó có tần nhang. Ui, đúng là cái đuôi mắt này, cái bớt cà phê nông tố rõ thế. Chị ấy lấy ngón tay bấm vào cái chỗ giữa vùng đen đen gò má. Không, giữa gò má đấy. Cái vùng đen đây này, trên bấm vào màn hình điện thoại, đúng rồi. Đấy, để cho nó lấy nét. Chẩn đoán được bệnh lý thì bác sĩ cũng phải học chụp ảnh đơn giản đâu. Đấy, đấy, đúng rồi, bấm vô. Đấy, im. Nhìn nó không? À, xem, đó. Còn lại, trước là cái vùng này nó không có đúng không? Em nhớ là của chị bảo là có mỗi một cái vết thâm thâm ở đâu đây này. Chị gửi cho em trong Zalo ấy đúng không? Một xíu thôi. Nhưng mà lăn kim xong bây giờ tất cả vùng này nó bị tăng sắc tố ấy. Và bây giờ nó là nấm nông. Bên trái này là nấm nông. Mặt là nhìn bằng mắt thường ấy, nó chỉ hơi vàng vàng nâu nâu thôi đúng không? Cảm giác giống như kiểu là nó hơi sạm sạm một tí nhá. Nhưng mà một lát ấy, soi lên cái đèn út, xem cái ảnh của nó. Đấy, thấy không? Tức là chị nhìn có thấy là lúc nãy là cái màu ở cái vùng này nó cũng chỉ hơi vàng vàng nâu nâu giống như cái bớt bẩm sinh nông bên này không? Nhưng mà khi soi lên chị có thấy nó cái hình ảnh của nó giống cái này không? Tức là nó đậm, nó đen hơn rất là nhiều. Thì nó thể hiện ra một cái là cái sắc tố của mình nó chỉ là nông như bề mặt không? Nó tương ứng với những cái gì mà trên mũi của chị ấy. Thì mũi nó chỉ là có một vài cái nốt nó hơi nâu nâu vàng vàng, nhưng mà khi soi lên thì nếu nốt nào ra đấy và nó rất là đậm, nó cũng giống như những cái này và nó giống như là cái phần trên này, thì á nó biểu thị là phần sắc tố trên mặt chị phần lớn là những cái sắc tố ẩn nông, nám ẩn nông thôi. Tức là cái tăng sắc tố đấy nó phải phản ứng và nó bị rất là nông đấy. Còn ở phần bên phải nó có một chút ở đỉnh gò má ấy. Đúng rồi, nó có một vài cái nốt nám sâu đây, cũng có nám à? Có chứ, đây này, đây nhá, nhìn này, bên phải cái vùng bên gò má phải này, mấy cái nốt nó lại hơi mờ mờ, nó lại không có thiên hướng đen xì giống như lại cái bên kia. Đây, đúng cái đỉnh gò má này đấy, thì đây này có một vài nốt đây thôi này. Thì nó lại là nốt, cái nốt này đúng không, nó không đậm rõ như cái vùng dưới này nó bị tăng và thì nó bị đen hẳn lên, nhưng cái vùng này nó hơi mờ mờ đó. Đấy, thì nó chỉ có một vài nốt nữa đúng đỉnh gò má bên phải của chị là có một vài cái nốt nám chân sâu. Và đặc biệt là soi cái kem chống nắng thì nó không có chứ không phải là không còn. Có nghĩa là cái kem này nó không có hiệu quả ấy, nó không chắn được cái tiêu UV. Nó lại là một cái mà nó khổ đen xì. Đen xì thì mua. Em test rồi mấy cái dòng nó chỉ đơn giản là của những cái hãng mà người ta quảng cáo trên TV á. Ví dụ như là Sunplay này, Bioray này, Anessa này. Nhưng cái đấy có hiệu quả tốt đấy chứ. Cần gì phải kem chống nắng xịn đâu, kem chống nắng gọi là Hàn Quốc, Hàn Sẻng gì đâu, cứ phải đắt tiền gì đâu. Những cái dạng mà người ta bán ở một số cơ sở spa ấy, hay là một số người ta buôn mỹ phẩm ấy, thì phải coi chừng những cái đấy nhé. Coi chừng những cái đấy chưa chắc đã có hiệu quả đâu.
Đấy, nên là bây giờ thứ nhất là cái tình trạng này của chị là nó bị tăng sắc tố, nhưng mà hiện tại là bây giờ nó bị ở nông là chính đó. Đấy, nông là chính. Thì cái này nó có hai lựa chọn cho chị. Bây giờ một là có thể điều trị tại nhà cũng được, chả cần phải đến. Điều trị tại nhà thì chị một là dưỡng ẩm và chống nắng, cái thứ hai là dùng một số các loại kem. Cái da của chị nó không bị yếu á. À, còn tương đối là khỏe dày, chỉ có điều là có mỗi sắc tố thôi. Thì chị có thể dùng một số các loại kem. Đấy, nó làm bôi và nó làm bong dần mụn rất nhẹ. Tức là bản chất của nó thì mình gọi là cơ chế nó giống như là peel, nhưng mà cái mức độ mà cái loại kem chị nám ấy nó rất nhẹ, và thứ hai là nó bong mụn dần theo cái quá trình mình rửa mặt thôi, không phải là bôi vào mà nó bong thành từng mảng, từng vẩy ra một, giống như là khi mà mình peel hay mình lăn kim. Thì cái kem đấy chị hoàn toàn có thể dùng được lâu dài hàng ngày, vì nám của chị là nám nông, và mình cứ bôi cái đấy. Có thể là cái kem ba thành phần, ngoài việc nó làm bong dần ấy, nó làm sáng dần bề mặt, thì nó sẽ có thành phần ức chế sắc tố luôn. Thì bôi rất là nhẹ mỏng, hàng ngày tầm khoảng 3 tháng nó cũng mở. Cái này thì nhanh hay chậm nó phụ thuộc vào cái chống nắng và cái chất lượng của cái kem. Đấy. Cái thứ hai là nếu mà muốn nó nhanh hơn ấy, thì sẽ có tác động vào, và tác động thì phải là tác động ở tại cơ sở. Lăn kim ngày xưa nó làm cho chị bị tăng sắc tố, do là cái việc là người ta làm bong một lớp nhiều quá, và sau đó cái việc mình phục hồi, mình chống nắng có thể là nó không được ổn lắm. Đấy, thì nó gây tăng sắc tố. Nhưng bây giờ với cái mức độ nám nông này của chị thì vẫn có thể dùng lăn kim được. Nhưng mình phải hiểu ấy là lăn kim người ta chỉ lăn rất là nhẹ và nông, để cho cái sản phẩm ức chế xuống, nó thẩm thấu xuống. Đấy. Nên là rất nhiều người cứ nghĩ rằng là mình bị làm lăn kim mà bị tăng sắc tố rồi, rất là sợ. Nhưng có điều là không phải là ai lăn kim cũng như nhau, và thực tế là các cơ sở spa người ta rất là mong muốn là khi mà làm một vài lần nó thấy thay đổi sớm, là người ta lăn nhiều và lăn sâu quá, cũng lăn dày quá làm cho nó bong cái da của khách hàng nhiều quá. Nên chính đấy bây giờ là một cái vấn nạn mà bây giờ em toàn đi giải quyết cái vấn đề tăng sắc tố như thế. Chứ còn đến ngay từ đầu thì thường chỉ mong mong đồ đó thì đúng rồi, chảy xước cũng như là ngã xe, chảy xước luôn. Lăn điều trị nám ấy, chị tưởng tượng là cái biểu bì của da nó mỏng dính ấy, và lăn nó chỉ hơi lướt nhẹ ửng đỏ vào một vài chỗ, gọi là nó mình có thể nhìn thấy một vài cái xung huyết li ti dưới da thôi là đã là phải dừng lại rồi. Chứ còn lăn nhiều, cái mức mà cứ lăn nhiều này về nhà nó bị thâm lại trong cái bong rột mảng, cái đấy nó bị làm quá sâu đấy. Nên cái việc đấy là cái việc mà rất nhiều người bây giờ đang bị tai biến. Đấy, đấy có mỗi em như có mỗi cái nốt thâm kia đúng không? Đấy nhưng mà ôi trời ơi, thế này thì chả ghê. Đây là nó khô lại. Này là quá mạnh ấy, chứ không phải là mạnh vừa. Chị gửi cái ảnh này cho em cái để em lưu lại cái trong cái bộ ảnh chị. Mạnh quá, trời đất ơi. Đây là chị xem là ngày nào. Ngày 30 tháng 3 năm ngoái đấy. Tháng 3 năm ngoái à? Ừ. Thế thì được 1 năm rồi còn gì nữa hả? Ừ. Thì 1 năm rồi thì có lúc đang năm đấy. Lần đầu tiên à? Lần đầu tiên chị đang. Lăn hay là chị lấy người ta cầm cái bút? Lăn, cái con lăn này hay cầm cái bút người ta di đúng không? Cái bút đúng không? Ừ. Cái bút di đấy. Nhiều con tay này. Đúng rồi, di này đúng không? Cái đấy dễ tai biến rất nhiều so với người ta lăn kim bằng con lăn. Thì chị tưởng tượng này, đúng ra nếu mà người ta có được kiến thức chuyên môn hay là bác sĩ lăn ấy, thì tưởng tượng là người ta chỉ cái bút như này này, người ta xét cái độ sâu nhé, người ta ở đây này dập dập vài cái, người ta nhấc lên, người ta cho sang đây, hoặc là người ta di rất là nhẹ, đưa rất là nhẹ dần dần từ từ này, để cho nó có cái tổn thương, vi tổn thương thôi. Đấy, thế thì mà khi mà người ta cào này đúng không, đây này chính xác, khi mà người ta cào này thì nó vừa tổn thương đúng không? Và chị tưởng tượng nhé, bao nhiêu cái đầu kim nó cắm ra xong mình cào như này sang, cào nhanh như tròn này, thì có phải là nó cào cái da mặt mình theo chiều ngang không, chứ không phải là đơn thuần là lỗ lỗ mà nếu mình làm đúng đấy. Nên là nó mới làm cho da chị nó bong một cái lớp nó dày quá. Nhìn thế này thôi nhá. Cái này ấy là nó như cái chỗ chỗ này là chính là chỗ này. Bên đây là ngược thì là bên phải. Đúng, ngược thì là bên phải. Đây là bên trái của chị, trên này chị có cái đây này. Đúng rồi.
Đấy thì bây giờ nó còn lại đúng đúng hại đúng chỗ này đây này. Đúng chỗ này và lên một tí. Còn phía ngoài này thì hết rồi này. Đúng, còn lại đúng chỗ đấy thôi. Đây còn lại đúng chỗ này, chị nhìn vào gương em chỉ cho. Còn lại đúng chỗ này luôn. Đấy. Đúng không? Chỗ bị tổn thương nhiều nhất đấy. Tổn thương nhiều nhất là tác nhất. Tác của chị ấy sẽ chủ yếu là lăn kim để thẩm thấu ức chế và lấy bớt sắc tố nông trên bề mặt của chị ấy. Lăn kim. Chủ yếu lăn kim, nhưng mà sẽ có thể anh sẽ một trong hai buổi đấy sẽ bắn nhẹ lướt cái laser thôi. Thì cái laser cũng không cần tính vào trong liệu trình, nó chỉ lướt toning nhẹ qua một vài cái vùng sắc tố đây để nó tăng nhanh cái quả, nhưng mà cái hiệu quả chính ý, nó sẽ phụ thuộc vào cái quá trình lăn kim và ức chế sắc tố. Thì tổng số nó rơi vào tầm khoảng 6 buổi là sẽ thấy hiệu quả. Còn sau 6 buổi đấy, nếu mà nó ok rồi thì dừng lại cho chị ấy. Còn nếu mà có thể nó tiến triển chậm thì mình sẽ làm thêm một vài buổi. Đấy.